đội mấy trái mặt cũng lộn người ta nữa. Mỗi lỡ mấy cái mà cũng lộn ra là nó bị đủ á. Đi ra nấu rồi. Tiếp luôn đi, tiếp đội 5 luôn đi, dài 3 luôn đi. Người em ơi. Sợ ở đâu mấy ngàn, 5 người, 10 người, mấy ngàn chục người. Mình đâu có lai thường đâu. Sợ. Mày phải hồi lúc lớn vô. Đâu phải làm tiếp vào anh.
Sao đó đó chịu qua ngoài anh trời không đi cái dọn gạt đất không gì sao dắt nam ơi cấp độ hỏi giờ khổ đâu tại dắt lúa chơi thôi chiều nay nhậu giờ gà gừng gà gừng hay là con gà gì nói lăng quan gà gừng đội phó của tôi phải trung bình ngày em dắt thì như tấn nói rồi 40 tấn trên vai à ngày làm triệu rưỡi là nghe làm công đoàn là giàu lắm anh em ơi cũng không giàu cũng không nghèo cũng biết ăn xin bình thường chắc nó là giàu lắm chắc liền luôn á công đoàn dắt nó 12 giờ tập chú em với tâm à chín tiếp đi họ ăn cơm tàu lao kéo tiếp đoàn gì dưới sông gà họ ăn cơm nấu cơm rồi ní náo mình ăn ừ ăn gà khô gừng không à ừ lúc ăn đoạn gà khô gừng không à rồi họ ơi họ ăn mình chú ăn cơm tiếp đây họ ăn cơm đang úp đòn lên đi chú khác. Đi đâu gọi ra vậy? Gọi ra đây luôn ai? Điện thoại chắc đang có mặt cái bè gì hả? Điện thoại. Mày nhớ không? Không biết là không có ai có điện thoại không ta? Có, gọi cái gà để trực tiếp hoài vậy trời ủ má phải trực tiếp có thằng trời.